Chỗ này là tòa nhà Quốc hội Úc ở Canberra. Đây. Đây. Ở đây nó có cái nước này mà làm sao mà giống như là nó bị cong xuống dưới đó. Rất là đẹp. Đó, còn đây là tổng quan tòa nhà Quốc hội Úc này. Đó. Nhìn rất là đơn giản. Còn đây bác ba, cũng đang quay phim quay đồ gì ạ. Bác ba đó.